thiệu với mọi người, hôm nay mình làm xôi đậu đen nước cốt dừa. Rất là thơm, rất là béo, rất là dễ làm. Các bạn làm xong, các bạn có thể cho thêm một ít đường cát, dừa sợi bào, mè, đậu phộng, giã nhuyễn ha, vô ăn chung kèm rất là ngon. Bùi bùi của dừa non, béo béo của nếp, của nước cốt dừa, đậu rất là mềm, thơm, nhiều dinh dưỡng, rất là ngon ha. Bạn nào yêu thích các loại xôi á, xin mời vào bếp cùng làm với mình nào. Cái nếp này á, mình đã ngâm từ hồi đêm hôm qua rồi. Bây giờ mình lấy ra mình đãi cho thiệt là sạch ha. Và mình đem đi nấu. Cái hạt nếp rất là ngon ha. Các bạn dùng nếp nào cũng được. Nếp thường cũng được, nếp tròn cũng được ha. Bây giờ mình đem đi rửa sạch rồi mình đem đi để cho ráo ha. Đây là đậu đen. Mình sử dụng 1 kg đậu đen. Mình cũng ngâm từ đêm hôm qua luôn. Cái hạt đậu nó rất là nhỏ, hôm nay thì nó nở ra rất là to ha. Mình cũng đãi sạch nước, mình vo cái sạch nước rồi mình để ráo và mình đem đi luộc ha. Ở đây là những cái hạt đậu đen á, mình đã ngâm rồi nè, bây giờ mình bỏ lên nồi nước xăm xắp vậy thôi, rồi mình nấu cho nó thật là mềm. À, các bạn nấu nhớ đậy nắp lại ha. Khi mà nước sôi thì lửa liu riu thôi. Thì cái đậu này nó đã nở nở ra chút rồi nè. Ở trong á mình nhấn cái đậu á thấy nó cũng mềm mềm rồi. Cho nên nghĩ là nấu nó sẽ lẹ hơn những cái đậu khác. Luộc cái này á, thì khoảng 1 tiếng đồng hồ đó các bạn, thì những cái hạt đậu này nó mới bắt đầu chín mềm. Ở Việt Nam á, thì người ta luộc đậu rất là nhanh, lý do là người ta có cho muối diêm vô trong đây á, luộc trong khoảng chừng 5-10 phút á, là cái hạt đậu nó mềm rồi. Nhưng mà các bạn đừng có sử dụng cái muối đó nha, ăn nó không có tốt cho sức khỏe. Thôi chịu khó ăn thì chịu khó nấu một chút xíu ha. Thì trong vòng 1 tiếng đồng hồ cứ ninh liu riu vậy nè thì là nó đã mềm rồi. Bây giờ mình vớt này ra và mình bỏ nước đi và mình chỉ lấy đậu thôi, mình trộn vô nếp và tiếp tục mình nấu xôi ha. Cái đậu đen và các loại đậu nói chung á, là rất là tốt cho sức khỏe, cho nên các bạn muốn nấu loại đậu nào ăn đậu nhiều càng tốt ha. Rồi sau đây mình sẽ vớt nó ra và mình cho vào nếp. Đây là cái đậu mình đã vớt ra ha. Bẻ các bạn rớt ra để cái rổ ráo nè, không có cần phải rửa lại đâu ha. Nó rất là mềm, ăn nó rất là dẻo bùi. À, bây giờ mình chờ cho nó ráo và mình chuẩn bị sang cái nếp. Cái nếp bên đây mình đã đãi sạch rồi mà để ráo từ nãy giờ ha. Thì bây giờ mình cho vô trong đây cái nếp này nè. Mình cho vô đây là cái chỗ này á là khoảng chừng 3 kg nếp ha. Mình đã làm nở ra thì mình dùng muỗng canh muối ăn nè, mình cho vô đây 1 muỗng canh ha. Rồi mình trộn đều lên và mình cho vô đây 1 ít dầu ăn ha các bạn. Mình cho vô đây 2 muỗng canh dầu ăn ha. Và mình trộn đều lên cho nó đều cái muối dầu ăn vô cái nếp. Sau đó là mình trộn chung với cái đậu đen vô trong nếp luôn ha. Là mình bắt lên trên chảo mình hấp. Nó để vô một cái chảo vậy nè, nửa đậu nửa nếp ấy, nhìn thấy đẹp dễ sợ mà ngon nữa ha. Bây giờ bắt đầu mình trộn 2 cái thứ này lại với nhau ha.
nếp ngâm rồi qua đêm, đậu luộc chín rồi cho nên mình hấp rất là nhanh. Khoảng chừng 10 tới 15 phút đó là chín rồi. Bây giờ mình trộn cho nó đều ha, rồi mình mở bếp lên mình nấu ha. Rất là ngon, rất là bổ dưỡng lắm các bạn ơi. Đó, mình đã trộn rất là đều hai cái hỗn hợp lại với nhau ha. Bây giờ bắt đầu mình đợi cho nó sôi lên, mình đậy nắp và mình chờ cho nó sôi lên ha, và mình cho từ từ nước cốt dừa lên cái nếp này ha. Nấu chừng khoảng chừng 3 phút rồi là cái sôi nước nó hấp hơi lên á. Bây giờ mình đảo ha, mình trộn cho nó đều từ dưới lên trên ha. Ôi, sôi lúc này nhìn hai cái màu đẹp quá à, trắng đen nhìn rất là hấp dẫn ha. Bắt đầu lúc này lúc đầu là cái nếp rồi bắt đầu nó muốn xe xe dính dính lại rồi, nhưng mà mình cứ tiếp tục mình nấu nữa cho cái nếp của nó chín đều hơn ha. Lúc này thì mình cho cái nước cốt dừa vô từ từ ha. Rồi mình trộn lên lần nữa thì mình đậy nắp lại ha, để cho nó đều cái nước cốt dừa với cái nếp. Thơm mùi gì nước cốt dừa, thơm mùi đậu, rất là hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại ha, và mình chờ tiếp tục ha. Nó sôi lên một lần nữa đó thì mình cũng mở ra ha. Lần này lần thứ hai là bắt đầu nếp á, bắt đầu là nó mềm, nó dẻo hơn rồi ha. Đảo thấy nó nặng tay hơn lúc đầu rồi, là nó chuẩn bị chín. Nhưng mà mình lát nữa mình thử cái nếp của nó, cái hạt nếp của nó đã mềm hẳn chưa ha. Bây giờ trước tiên là mình xới nó lên ha, cho nó đều cái nếp đã. Ngon quá, thơm, rất là thơm. Cái hạt đậu ở Mỹ này nè, nó bự hơn cái hạt đậu ở bên Việt Nam ha. Mà Việt Nam cái hạt đậu đen của nó có phân nửa hạt này thôi, hạt bên đây nó bự gấp đôi luôn, gấp ba luôn. Mình coi cái hạt nè, nó cũng còn hơi cứng cứng á. Bây giờ mình tiếp tục á, mình cho cái phần nước dừa còn lại. Ở đây mình sử dụng nguyên một cái lon nước dừa luôn ha. Thì bây giờ mình cho thêm. Hay là mình canh ha, cái lượng của nó nếu mà nó cũng vẫn còn cứng á, thì mình cứ cho nước dừa lâu vô mình hấp tiếp ha. Còn nếu mà nó chín rồi thì các bạn đừng có cho nước dừa nữa. Rồi mình đảo sơ một lần nữa ha, cho nó trộn luôn trước ở dưới. Rồi mình đậy nắp lại tiếp tục hấp ha. Thơm béo, xôi đậu này rất là ngon, thơm ha, bảo đảm bao mọc luôn đó. Này mình mở ra lần 3 ha, mình coi cái xôi của nó như thế nào đây. Wow, lần này thì nó nặng tay hơn, lần này là chín rồi. Mùi rất là thơm, loang tỏa cả khắp nhà luôn các bạn. Mùi đậu, mùi nước cốt dừa, nếp rất là dẻo. Trời, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Ngon lắm ha, một chút xíu nữa rắc thêm dừa bào,
sợi và muối mè ha, trộn lên một chút xíu đường. Nếu mà ai thích ăn đường thì cho đường vô, còn không thôi á, muối mè với dừa sợi lên là rất là ngon. Tại trong cái xôi này của mình á, là mình đã cho một chút xíu muối rồi, nó hơi đậm đà cho nên rất là ngon. Hấp dẫn lắm luôn, thơm quá đi. Đây mình thử một ít ha, nếp coi nó như thế nào. Mềm dẻo, ngon lắm. Lần thứ ba mở ra là cái xôi nó đã chín đều rồi, rất là ngon, rất là thơm, mùi hương béo nồng nàn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình chuẩn bị những cái phụ kiện tiếp theo ha. Xôi đậu đen nước cốt dừa của mình đã hoàn tất rồi nè, làm rất là nhanh gọn đơn giản, rất là dễ ăn, thơm ngon. Các bạn có thể thay thế các loại đậu theo ý muốn, đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, gấc, các loại đậu nào các bạn ưa thích cũng được ha. Làm rất là nhanh, rất là dễ. Mọi thứ mình đã chuẩn bị đêm hôm trước rồi, qua ngày hôm sau mình chỉ cần nấu lên thôi, trong tích tắc các bạn có một nồi xôi rất là ngon cho cả gia đình thưởng thức. Món xôi này không có thịt, có thể ăn chay được. Các bạn nào có muốn thêm thịt, chả lụa, thịt gà thì có thể cho vào ha, tăng thêm phần hấp dẫn, phong phú của món ăn ha. Rất là ngon, rất là thơm. Màu xôi rất là đẹp, trắng đen hòa quyện với nhau, rất là hấp dẫn. Mùi hương nước cốt dừa lan tỏa cả khắp cả nhà ha. Rất là thơm, ngon. Dừa bào này có thể là tự bào trong những trái dừa khô, dừa non, hoặc là có thể là mua những cái bịch dừa này có sẵn bán trong các chợ Việt Nam đầy đủ. Xin chào các bạn, xin hẹn các bạn lại những video tiếp theo.